tiết lộ về mảng kinh doanh bất động sản của Tân Hiệt Phát, lập công ty rồi giải thể. Bộ Công an tiết lộ 6 nhóm núp bóng công ty cưỡng đoạt tài sản. Trung xăng lậu được đề nghị giảm án do nộp đủ 156 tỷ đồng. Vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện, đứng dưới cờ xin lỗi. Tai nạn ngạt khí trên tàu tại cảng quốc tế Nghi Sơn. Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức liên quan tới ba bố con ông Trùm ngành đồ uống Trần Quý Thanh đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam vào tối ngày 10 tháng 4. Không chỉ là ông trùm đứng đầu Việt Nam về lĩnh vực đồ uống, ông chủ Tân Hiệp Phát tạo ra sự chú ý lớn khi lấn sân sang những lĩnh vực khác như bất động sản. Câu chuyện về ông Trần Quý Thanh chỉ được vén màn lên khi có nhiều công ty ông lập ra với tốc độ nhanh chóng mặt rồi cũng giải thể trong chớp mắt. Vụ việc ba bố con ông Trùm ngành đồ uống Trần Quý Thanh bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 10 tháng 4 đang nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận. Đặc biệt khi ông Trùm Đốc Thanh sở hữu nguồn tiền mặt lớn từ mảng đồ uống, gia tộc Trần Quý Thanh những năm gần đây bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với những động thái mạnh mẽ. Ông từng bày tỏ tham vọng khi cho rằng tập đoàn nhắm vào hai lợi thế về nguồn vốn và quỹ đất khi chọn bất động sản để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, biến Tân Hiệp Phát trở thành một tập đoàn đa ngành trong tương lai. Được biết nhân duyên khiến ông Trần Quý Thanh lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là khi tham gia vào hội đồng quản trị của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn. Theo báo Lao động đăng tải bài viết với tiêu đề Kinh doanh bất động sản của Tân Hiệp Phát, lập loạt công ty rồi giải thể cũng đã chỉ ra những mốc thời gian tập đoàn Tân Hiệp Phát bắt đầu lấn sân sang kinh doanh bất động sản. Tháng 6 năm 2017, ông Thành đã sở hữu hơn 550.000 cổ phiếu, tương đương 1,2% vốn điều lệ Địa ốc Sài Gòn. Đầu năm 2018, khi Địa ốc Sài Gòn chính thức lên sàn Host với mã chứng khoán SGR, ông Thành là một trong những người giàu đứng tên sàn chứng khoán. Vào tháng 3 năm 2018, Giới chủ Tân Hiệp Phát đã thể hiện sự nhạy bén khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ VNAMC sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng thời hai con gái là Thanh Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương trở thành cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ VNAMC với vốn điều lệ 100 tỷ đồng mỗi cổ đông sở hữu tỷ lệ vốn góp 50%, trong đó bà Trần Ngọc Bích là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty. Vào tháng 5 năm 2018, khi câu lạc bộ bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố thành lập, sự kiện này đã gây chú ý bởi dàn lãnh đạo câu lạc bộ xuất hiện ông Trần Quý Thanh, ông chủ của Tân Hiệp Phát, một doanh nghiệp vốn gắn với sản xuất đồ uống giải khát. Trong bài viết, kinh doanh bất động sản của Tân Hiệp Phát, lập loạt công ty rồi giải thể trên báo Lao động cũng thông tin. Giai đoạn 2017-2021, bà Trần Uyên Phương cùng các thành viên trong gia đình tập đoàn Tân Hiệp Phát cho thành lập gần 40 công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản. Các công ty này phần lớn do bà Trần Uyên Phương đứng tên đại diện pháp luật làm cổ đông sáng lập. Còn lại, một số công ty do ông Trần Quý Thanh hoặc vợ là bà Phạm Thị Nụ, con gái bà Trần Ngọc Bích làm đại diện pháp luật hoặc có tên trong danh sách cổ đông sáng lập. Đặc biệt ở giai đoạn 2017-2019, tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục thành lập hơn 20 công ty bất động sản với vốn điều lệ đăng ký trên ngàn tỷ đồng mỗi pháp nhân, cao nhất là công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Lộc Điền với 8.830 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn những công ty vốn khủng thành lập trong năm 2019 hiện đã phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể với cùng lý do là không có dự án để đầu tư, phát triển và về việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp không có hiệu quả. Sau khi cho ngừng hoạt động loạt doanh nghiệp thành lập vào năm 2019 thì sang năm 2021, 2022, Tân Hiệp Phát lại cho thành lập nhiều công ty mới với vốn điều lệ vài trăm tỷ đồng mỗi đơn vị, tất cả đều hoạt động ngành nghề bất động sản. Điều đặc biệt, các doanh nghiệp này, ông Trần Quý Thanh rất ít khi đứng tên sở hữu phần vốn góp trong các công ty thuộc hệ thống Tân Hiệp Phát mà hầu hết do vợ, bà Phạm Thị Nụ và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đứng tên, nằm vốn và làm đại diện pháp luật trong đó phần lớn là do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Đáng chú ý, trong số các công ty này có công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và quản lý tài sản Tharis vốn điều lệ 500 tỷ đồng do bà Phương góp toàn bộ, thành lập vào ngày 27 tháng 3 năm 2018 và do ông Trần Quý Thành làm đại diện pháp luật. Công ty này hiện là cổ đông của rất nhiều công ty bất động sản được thành lập trong năm 2021. Bên cạnh đấy, Tân Hiệp Phát còn trở thành đối tác chiến lược với công ty cổ phần tập đoàn Year One, Đầu năm 2020, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát đã chi gần 299 tỷ đồng để mua lại thỏa thuận hơn 6 triệu cổ phiếu IEG từ chủ tịch và tổng giám đốc Yeo và lần đầu trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu IEG sau đó liên tục lao dốc và khiến cho bà Uyên Phương phải nhiều lần bán ra cổ phiếu với mức cắt cổ 65 đến 70% giá gốc đầu tư trong năm 2021. Đến đầu năm 2022, nữ lãnh đạo này lại bất ngờ mua gần 3,7 triệu cổ phiếu IEG trong ngày 10 tháng 1 năm 2022, từ giao dịch thỏa thuận với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Yewan, Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng để nắm giữ hơn 14% vốn. Ngày trước khi nhà sáng lập Yewan là Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng bán toàn bộ cổ phiếu, con gái ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát là bà Trần Uyên Phương cũng bán phần lớn cổ phần nắm giữ của Yewan và không còn là cổ đông lớn của tập đoàn này. Cụ thể, giao dịch bán hơn 4,1 triệu cổ phiếu Year One của bà Trần Uyên Phương được diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, Đường mức sở hữu của vị này từ 4,4 triệu cổ phiếu tương đương 13,98% về 262,624 cổ phiếu, chỉ chiếm chưa đầy 1% tương đương 0,845%. Do không còn là cổ đông lớn và không thuộc đội ngũ lãnh đạo của Yeoan, nên bà Phương sẽ không phải công bố thông tin cho các giao dịch tiếp theo. Gia đình ông Trần Quý Thanh thành lập liên tiếp hàng chục công ty có đăng ký hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản với tổng vốn điều lệ gần 19.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các pháp nhân bất động sản kể trên đều đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế. Khẩu vị của Tân Hiệp Phát khi tiến vào lĩnh vực bất động sản cũng có nhiều khác biệt khi nhắm vào những khu đất nhà nước hoặc ngân hàng mang ra đấu giá để tích lũy quỹ đất. Với chiến lược này, Tân Hiệp Phát đã sở hữu nhiều lô đất vàng tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Bất động sản vốn là lĩnh vực đầy cám dỗ nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro và những thất bại của Tân Hiệp Phát là bằng chứng rõ ràng nhất. Vẫn còn nhiều câu hỏi được đưa ra rằng tại sao Tân Hiệp Phát lại lập ra hàng loạt công ty rồi lại tiến hành giải thể? Đằng sau những cuộc mua bán làm ăn của những công ty này có gì khuất tất? Bà bố con ông Trùm Tân Hiệp Phát còn có kế hoạch gì? Tất cả đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ việc liên quan tới tập đoàn Tân Hiệp Phát đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đi kèm với đó là sự xuất hiện của nhiều tin tức giả mạo chưa được kiểm chứng. Quý vị cần phải cẩn trọng, không nên để những nội dung sai lệch làm nhiễu loạn thông tin. Thời gian gần đây nổi lên loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ Công ty Văn vòng luật, các doanh nghiệp này do người Việt Nam đứng tên, thuê hàng trăm nhân viên với nhiều bộ phận vận hành hoạt động. Chỉ trong vài tháng, Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an địa phương triệt phá 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản, núp bóng các công ty tài chính như trên và khởi tố 64 bị can. Vào chiều ngày 10 tháng 4, tiếp tục chương trình phiên họp 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 năm 2023, giải trình làm rõ một số nội dung liên quan tới kiến nghị của cử tri trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3. Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ đã báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo thực hiện 7 nhóm giải pháp đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm lợi dụng không gian mạng, chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê trái pháp luật. Ông Lê Quốc Hùng cho hay, không phải là khủng bố hoặc vu khống mà thực chất loại tội phạm này qua làm rõ các vụ là cưỡng đoạt tài sản bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương phá nhiều vụ án trong đó có hai vụ án điển hình thứ trưởng cũng báo cáo cụ thể hai vụ án này để thấy rõ thủ đoạn mới tinh vi tác động rất lớn đến tình hình an ninh trật tự một trong số đó là vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan tới công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Tiền Giang phối hợp với các đơn vị ở địa phương triệt phá đấu tranh với nhóm đối tượng thuộc công ty này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can, trong đó có hai phó giám đốc của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, 20 trưởng phòng, một thư ký và 31 nhân viên công ty này. Vụ án 2 là từ tháng 11 năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã rốt giáo chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an địa phương triệt phá 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản, núp bóng các công ty tài chính như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mira Assets, công ty luật trách nhiệm hữu hạn River Law chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiếng nói hay, công ty mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh S88, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 64 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản với các hành vi nói trên. Ngoài ra, còn tiến hành kiểm tra hành chính một số cơ quan, đơn vị khác như Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Galaxy, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam, Công ty cổ phần Điện lực Easy Credit, Công ty tài chính Sinhan Tuy nhiên, sau khi phá vụ án ở Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, một số tổ chức núp bóng công ty đòi nợ thuê trái pháp luật này đã có những hoạt động co gọn lại, chuyển địa bàn và nhiều hành vi ứng phó. Với việc lợi dụng công nghệ và sự nhẹ dạ của người dân, kẻ gian ngày càng có nhiều mánh khóe nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh sự vào cuộc đầy quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, bình tĩnh tìm cách đối phó với những đối tượng này và tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Nếu quý vị vẫn còn nhớ về đại án 200 triệu lít xăng giả của ông Trùm Phan Thành Hữu khiến cho nhiều tướng tá rơi vào vòng lao lý thì mới đây bất ngờ Hữu lại nộp số tiền khổng lồ lên đến 156 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Câu hỏi lúc này được đặt ra là ông Trùm Phan Thành Hữu có được giảm án và xóa tội hay không? ngày 11 tháng 4, tại phiên xử phúc thẩm vụ án Phan Thành Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng và 72 đồng phạm trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm ông Hữu và Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn, Western Sea 5.000 tấn, vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng ông Hữu hưởng hơn 156 tỷ. Ngoài việc hợp tác với ông Hữu, cuối năm 2020, ông Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đang bỏ trốn góp 19,3 tỷ đồng để mua hai tàu Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở sang lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn trở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong, trở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng. Trước những thông tin xin kháng cáo, Xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Thành Hữu, đại diện viện kiểm sát cho rằng có căn cứ chấp nhận một phần. Theo đó, bị cáo Hữu từng tham gia bộ đội chiến trường Campuchia, cấp sơ thẩm chưa xem xét, nộp lại hơn 102 tỷ đồng thu lợi bất chính, đồng ý chuyển 123.000 đô la Mỹ và 6 bất động sản bị kê biên vào việc khắc phục hậu quả vụ án đã nộp phạt 100 triệu đồng. Theo báo VN Express đăng tải bài viết với tiêu đề nộp đủ 156 tỷ đồng, chung sang lậu được đề nghị giảm từ 1 đến 2 năm tù cùng với nội dung. Tại phiên tòa ngày 11 tháng 4, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, con trai của ông Hữu, đã rút kháng cáo xin lại hơn 19 tỷ đồng trong ba tài khoản đang bị kê biên mà chuyển toàn bộ số tiền này vào việc khắc phục thiệt hại cho cha. Do đó, viện kiểm sát nêu rõ, như vậy bị cáo Hữu được xem như đã khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm cho bị cáo Hữu từ 1 đến 2 năm tù. Tuy nhiên, viện kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu của bị cáo Hữu về việc xem lại số xăng lậu và tiền thu lợi bất chính. Theo ông Hữu, số xăng tiêu thụ tại Việt Nam là 126 triệu lít, còn hơn 67 triệu lít do anh Hùng chưa rõ lai lịch đưa tàu chở sang Campuchia bán, do đó số tiền thu lợi bất chính chỉ khoảng 100 tỷ đồng, không phải 156 tỷ đồng như án sơ thẩm nêu. Đối với bị cáo Hữu, viện kiểm sát đánh giá tại tòa sơ thẩm do góp vốn cùng với Viễn buôn lậu 197 lít xăng và hưởng số tiền lợi nhuận trên tỷ lệ góp vốn, nhưng do không có căn cứ xác định 67 lít xăng đã được anh hùng mang sang Campuchia tiêu thụ nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số xăng lậu này. Tương tự với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, người tiêu thụ xăng lậu do Hữu chuyển về nước, Viện Kiểm sát đề nghị tòa giảm từ 1 đến 2 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Tứ đã nộp lại hơn 70 tỷ đồng thu lợi bất chính của mình và một số đồng phạm khác. Ngoài ra, do bị kê biên ba con tàu nên Viện Kiểm sát xem như bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Với số bị cáo là chủ các doanh nghiệp xăng dầu, viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, chuyển từ tù giam sang treo hoặc phạt tiền từ 3 đến 5 tỷ đồng. Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa giữ nguyên hình phạt đối với ông Viễn cùng Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ hải quan và những bị cáo còn lại vì không đưa ra được tình tiết mới đại diện Viện Kiểm sát rút kháng nghị tăng án đối với ba bị cáo, đề nghị tòa tăng hình phạt với 10 người, nguyên là thuyền trưởng và thuyền viên của các tàu biển có tham gia giúp sức tích cực cho hữu và đồng phạm buôn lậu một số kháng cáo khác về dân sự, viện kiểm sát đề nghị tòa giữ nguyên theo phán quyết của cấp sơ thẩm. Như vậy với việc bồi thường 156 tỷ đồng, ông Trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng Phan Thành Hữu, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm cho bị cáo Hữu từ 1 đến 2 năm tù. Đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản tiền học lễ hậu học văn với hy vọng của các bậc phụ huynh khi gửi con trẻ đến trường chỉ mong con học được lễ nghĩa rèn luyện nhân cách và đạo đức thế nhưng câu chuyện hiệu trưởng đánh hiệu phó tại trường tiểu học ngư thủy bắc quảng bình lại khiến nhiều người cảm thấy mất niềm tin hơn bao giờ hết sau khi báo chí đưa tin cơ quan chức năng vào cuộc bất ngờ hai thầy chọn cách đứng dưới cột cờ xin lỗi nhau và tỏ vẻ ăn năn hối lỗi theo thông tin ban đầu, ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Lê Đức Huấn, hiệu trưởng hay rượu chè rồi vào trường sau 22 giờ đêm, thường xuyên gọi điện thoại hiệu trưởng yêu cầu bảo vệ mở cửa cho vào trường. Vì bức xúc việc bảo vệ của trường không mở cửa, sáng ngày 6 tháng 4, ông Huấn tự ý mua khóa về khóa cửa cổng trường lại. Thời điểm trên, hiệu trưởng và bảo vệ đi ăn sáng về, phát hiện cổng bị khóa nên chỉ đạo bảo vệ phá khóa cho học sinh vào. Lúc này do bức xúc dẫn đến cãi nhau nên hiệu trưởng đánh vào mặt hiệu phó tại sân trường. Vào giờ trao cờ buổi sáng đầu tuần, ngày mùng 10 tháng 4, phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy về làm việc với lãnh đạo trường tiểu học Ngư Thủy Bắc tại đây phòng giáo dục đào tạo phê bình chấn chỉnh ban giám hiệu nhà trường hiệu trưởng phan anh tuấn vì đánh phó hiệu trưởng lê đức huấn khiến cho ông huấn nhập viện lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo yêu cầu ông phan anh tuấn xin lỗi dưới cờ xin lỗi học sinh thầy cô giáo ban đại diện cha mẹ học sinh Bên cạnh đó, ông Phan Anh Tuấn, hiệu trường của trường tiểu học Ngư Thủy Bắc cũng cho biết, nhận thức hành động nóng nảy dẫn đến đánh phó hiệu trường là hành vi phi giáo dục nên đứng dưới cờ, ông xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh. Ông Tuấn chia sẻ, đây là hành vi phi giáo dục là bài học cho bản thân tôi. Theo ông Nguyễn Văn Vững, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy, việc xin lỗi của hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc có sự chứng kiến của lãnh đạo phòng và lãnh đạo xã Ngư Thủy Bắc. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo đã động viên cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường cần bình tĩnh, sớm ổn định để không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, về mặt đảng, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cũng đã vào cuộc sau khi có kết luận sẽ xử lý từng bước. Môi trường giáo dục là nơi chỉ nên có thái độ ứng xử văn hóa, nói năng lịch sự văn minh. Đó là nơi giáo dục con người những điều tốt đẹp. Ấy vậy mà lại xảy ra chuyện thầy hiệu trưởng đánh hiệu phó, quả là hy hi hữu. Tuy nhiên, thái độ cầu thị, thành khẩn nhận lỗi và khắc phục hậu quả của thầy hiệu trưởng cũng là một bài học về cách ứng xử dành cho những em học sinh tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc sau vụ việc vừa qua. Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở cảng quốc tế Nghi Sơn. Nguyên nhân ban đầu được biết là do ngạt khí, vụ việc khiến cho một người tử vong, hai người khác đang trong diễn biến nguy kịch. Ngày 11 tháng 4, lãnh đạo cảng quốc tế Nghi Sơn ở khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội biên phòng, cảng vụ kịp thời tiếp cận cứu hộ, đưa ba nạn nhân bị hôn mê trên tàu chở sắt vế liệu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Theo thông tin trước đó, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 9 tháng 4 tại khu vực neo đậu cảng quốc tế Nghi Sơn, tàu Vigor SW quốc tịch Panama số IMO 0938508, số hiệu 3EXV3 do ông Kai Wang Feng làm thuyền trưởng trên tàu có 19 thuyền viên vận chuyển 29,926 tấn sắt phế liệu từ cảng Hồng Kông, Trung Quốc đến cảng Nghi Sơn. Trong khi chờ cập cảng, thì xảy ra vụ tai nạn trên khiến cho ba thuyền viên gồm Li -Wang Liang sinh năm 1990, Quang Li Jin sinh năm 1969, còn De San sinh năm 2000 cùng quốc tịch Trung Quốc bị hôn mê sau khi nhận được thông tin ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng nghi sơn lập tức cử lực lượng chủ trì phối hợp với trung tâm phòng chống dịch bệnh thị xã nghi sơn bệnh viện đa khoa quốc tế hợp lực tiến hành sơ cứu cấp cứu ban đầu và đưa ba nạn nhân đến bệnh viện đa khoa quốc tế hợp lực thị xã nghi sơn để cấp cứu Đến 12 giờ ngày 9 tháng 4, nạn nhân Li Wang Liang đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ba nạn nhân trên bị ngạt khí khi xuống khoang hàng để làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân. Những thông tin mới nhất có liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video sau. Trải qua giai đoạn ứng phó với dịch bệnh đầy căng thẳng, cùng những khủng hoảng về thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị y tế, ngành y đang dần trở lại quỹ đạo. Tuy nhiên, tại nhiều bệnh viện vẫn tồn tại một số khó khăn cần được các ban ngành quan tâm tháo gỡ. Sáng ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát một số bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Hà Nội nhằm kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan tới việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, cùng đi với Thủ tướng có Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng chính phủ, lãnh đạo bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ ngành cơ quan. Tại buổi kiểm tra, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung tâm A9 mỗi ngày tiếp nhận tới 400 bệnh nhân. Ông Tuấn bày tỏ cảm ơn chính phủ, thủ tướng chính phủ đã lắng nghe ý kiến, kịp thời ban hành nghị quyết 30 và nghị định 07 tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mua sắm đấu thầu thuốc vật tư, trang thiết bị y tế. Ông cho biết các cán bộ y bác sĩ cảm thấy yên tâm làm việc hơn nhiều với các quyết sách này, hàng loạt những khó khăn vướng mắc đã từng bước được giải quyết, vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế đến nay đã được đảm bảo tương đối đầy đủ. Tuy nhiên đại diện bệnh viện cho biết một số loại máy móc chẩn đoán vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh nhất là tại các đơn vị khác của bệnh viện cần tiếp tục khắc phục bệnh viện đề nghị cần sớm ban hành các nghị định thông tư hướng dẫn về mua sắm đấu thầu với hiệu lực pháp lý cao hơn mặt khác bạch mai là bệnh viện chuyên khoa sâu nhiều chuyên ngành điều trị các ca bệnh hiếm mà những nơi khác không chuẩn đoán được hoặc không điều trị được các thuốc chuyên ngành chống độc hiếm và số lượng tiêu thụ không lớn vẫn có lúc chưa đáp ứng được bệnh viện đề nghị bộ y tế lập các kho thuốc hiếm ở ba miền khi cần thiết như trường hợp ngộ độc do botulium khi người dân ăn cá chép muối ủ chua ở quảng nam các bệnh viện lớn sẽ hỗ trợ chuyên môn và thuốc cho các địa phương, các cơ sở y tế khác. Còn tại bệnh viện Nhi Trung ương, lãnh đạo bệnh viện cho biết, hàng loạt những khó khăn liên quan tới quy trình trước đây đã được tháo gỡ, không còn vướng mắc gì lớn trong việc mua sắm đấu thầu. Bệnh viện đã tiến hành mở 27 gói thầu về vật tư tiêu hao, sửa chữa lớn các trang thiết bị. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng các loại thuốc hiếm chưa được đáp ứng hoàn toàn đầy đủ và kịp thời. Còn tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, lãnh đạo bệnh viện cho biết các khó khăn vướng mắc về mua sắm, đấu thầu cơ bản đã được giải quyết. Song một số loại sinh phẩm vật tư có thể không đáp ứng được đủ khi nhu cầu tăng đột biến, một số loại dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát. Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện cũng nêu nhiều khó khăn vướng mắc khác trong hoạt động, nhất là cơ chế tự chủ, xử lý một số loại sinh phẩm, thuốc, phục vụ phòng chống COVID-19 còn tồn động. Chuyến khảo sát của Thủ tướng Chính phủ đã cho thấy sự quan tâm sát sao của nhà nước đối với ngành y tế nói chung và các bệnh viện tuyến cuối nói riêng. Hy vọng trong tương lai gần, những khó khăn vướng mắc còn tồn tại ở các bệnh viện sẽ nhanh chóng được tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Liên quan tới lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa đưa ra công văn thông báo thời gian nghỉ lễ dành cho giáo viên, học sinh các trường mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Đối với các trường tổ chức học làm việc 5 buổi một tuần như mầm non tiểu học, giáo viên học sinh sẽ nghỉ 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023. Các trường học 6 buổi một tuần như trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề sẽ nghỉ 4 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023. Lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của học sinh, sinh viên, giáo viên cả nước căn cứ theo quy định tại điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể, lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2023 của học sinh sẽ tính như sau. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4, học sinh được nghỉ một ngày. Ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 được nghỉ một ngày. Ngày dỗ tổ Hùng Vương được nghỉ một ngày là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên do năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 trùng với ngày rỗ tổ Hùng Vương, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày 29 tháng 4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và ngày rỗ tổ Hùng Vương trùng vào ngày thứ bảy nên học sinh được nghỉ bù vào ngày tiếp theo tức là ngày mùng 2 tháng 5. Ngày 30 tháng 4 trùng vào ngày chủ nhật nên học sinh được nghỉ bù vào ngày mùng 3 tháng 5 sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các đơn vị trường học cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan phối hợp chặt chẽ với công an địa phương có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất trang thiết bị phòng cháy nổ các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thành lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không tham gia đua xe, cố vũ đua xe trái phép, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng. Sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị, trường học cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của ngành thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây tại hà nội và nhiều tỉnh miền bắc thời tiết mưa phùn sương mù nồm ẩm đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và cuộc sống thường nhật của người dân vậy những ngày sắp tới thời tiết có những gì thay đổi mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 12 tháng 4, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 27 đến 28 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 76 đến 84%, mật độ mây từ 78 đến 100%. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc, gió đông đến Đông Nam. Phía Nam, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ C. Dự báo thời tiết trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm trong không khí thường xuyên ở mức trên 85%, gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu kéo dài. Để hạn chế nồm ẩm, người dân nên đóng kín cửa, tránh luồng gió ẩm vào nhà, có thể sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như có kế hoạch làm việc phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và share cũng như subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.